Ninetales. Người ta cho rằng Ninetales là những Pokemon sống hàng ngàn năm, chín đuôi vàng óng ánh, thể hiện chín năng lực kỳ bí khác nhau của Pokemon hồ ly. Vì cũng có lời kể rằng Ninetales chính là hợp nhất của chín vị pháp sư quyền năng. Chúng rất thông minh, có thể hiểu được tiếng người, đôi mắt đỏ rực và có khả năng mê hoặc đối phương. Chớ có dại mà đụng vào Ninetales, vì với bản tính thù hằn dai dẳng, bạn sẽ phải chịu lời nguyền của chúng cho tới 1000 năm sau, qua cả đời con, đời cháu của bạn. Trong chiến đấu, một số Ninetales có khả năng xòe chín chiếc đuôi bùng cháy rực rỡ như mặt trời. Đánh giá về Ninetales, Ninetales cũng là một Pokemon khỏe nhất hệ lửa hiện nay.